Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa quanh năm A, ý lễ sống chính trực và vâng phục. Các ngày lễ trong tuần này gồm có: thứ ba ngày 29 tháng 9, Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Thứ tư, ngày 30 tháng 9, Thánh Geronimo, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thứ năm, ngày 1 tháng 10, Thánh Teresa Hài đồng Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, Quan thầy, các sứ truyền giáo, lễ kính. Thứ sáu, ngày 2 tháng 10, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em hiệp ý với Linh mục Chủ tế cầu nguyện cho các ý chỉ sau. Một người xin cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ và anh chị em và cầu nguyện cho linh hồn anh Ngô Ngọc Hùng được sớm về với Chúa. Một gia đình xin cầu cho linh hồn Gioan Bautista và linh hồn Anna mới qua đời. Một gia đình xin cầu cho linh hồn Gioan Bautista nhân lễ giỗ 100 ngày. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô nhân ngày giỗ 4 năm. Một gia đình xin cầu cho linh hồn Đa Minh nhân ngày giỗ và linh hồn thầy cả Giuse. Một gia đình xin cầu cho linh hồn Anna nhân ngày lễ giỗ. Hai người xin cầu cho linh hồn Maria, linh hồn Gioan và linh hồn Đa Minh. Một người xin cầu cho các linh hồn trong gia đình nội ngoại hai bên. Xin cầu cho các linh hồn mồ côi, các linh hồn nơi lửa luyện tội, các linh hồn bị bỏ quên, các linh hồn quen biết. Hai gia đình xin lễ giỗ cho các linh hồn Giuse và Maria, Anton Maria và các linh hồn trong luyện ngục. Một người xin cầu nguyện cho người em gái bị tai biến. Một người xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân và mồ côi. Xin Chúa thánh hóa các gia đình chúng con nên con cái Chúa. Một người xin cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ và anh chị em. Một người xin cầu nguyện cho gia đình các con đi làm không bị lây nhiễm COVID-19 và cho các con cái anh em hòa thuận thương yêu nhau và đoàn kết với nhau hơn. Xin cho người con biết quay về thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho ca phẫu thuật. Xin cha Francisco Trương Bủ Diệp. Xin lễ cầu nguyện cho ba người thân trong ngày sinh nhật. Xin cầu nguyện cho hai mẹ con được đoàn tụ và cầu bình an. Xin cầu nguyện cùng Chúa tha tội cho loài người chúng con để cho thế giới được khỏi bệnh dịch và thiên tai bạo loạn. Xin cầu cho linh hồn Maria, Vincente và các linh hồn tổ tiên và xin cầu cho người nhà đang bệnh nặng cùng xin cho gia đình có công ăn việc làm. Một người xin cầu nguyện cho giấy tờ được như mong muốn. Một gia đình xin cầu cho các linh hồn tiên nhân. Một gia đình xin cầu cho các chị em đã qua đời. Một gia đình xin lễ tạ ơn. Một gia đình xin cầu cho gia đình được sum họp. Một gia đình xin cầu bình an cho đại gia đình. Một gia đình xin cầu cho các linh hồn Thomas, Teresa và Giuse. Một gia đình xin ơn như ý. Chúa cùng anh chị em.
và ở cùng cha. Thưa ông bà, chị em, chúng ta bước sang Chủ nhật thứ 26 quanh năm và chúng ta đến với Chúa với tất cả tâm tình của những người con hiền thảo với Chúa, không phải như những người con mà trong dụ ngôn phúc âm đã nói tới ngày hôm nay. Trong tâm tình của những người con hiền thảo, chúng ta cũng dâng lên Chúa tất cả các tâm tư khẩn nguyện, những lời tâm tình cầu nguyện của ông bà anh chị em khắp nơi gửi về. Xin Chúa đón nhận và xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong chúng ta, cho gia đình và cho cuộc sống. Xin Chúa đón nhận và giờ đây chúng ta hãy dùng lòng ăn năn thống hối các khiếm khuyết lỗi lầm của chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa phán: các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại,
đường lối của các ngươi không chính trực. Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Lạy Chúa xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Xin chỉ bảo con lạy Chúa đường lối công bình. Xin Ngài bảo ban hướng lòng con tìm theo chân lý, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con, sớm hơn con hằng trông cậy vào Ngài mà thôi. Lạy Chúa xin hãy nhớ lòng thương xót của tình sâu, lạy Chúa xin hãy nhớ lại qua dòng thời gian mãi ngàn sau Ngài luôn trung tín. Nguyện Chúa dù tình thương đến thân phận con, tuổi xuân trọt dài lơ lầm trời cao. Lạy Chúa xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Chúa hằng từ nhân thương xót và luôn chính trực, thương kẻ tội nhân chỉ đường ngay tìm theo công chính. Ngài dân kẻ hèn tiến bước trên đường ngay, giúp ai sai lầm biết tìm nẻo đường công minh. Lạy Chúa xin hãy nhớ lòng thương xót của bài chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong Đức Mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm.
Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: con không đi. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý của cha mình? Họ đáp: người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin vào Ngài. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thương bạn chị em, tin mừng phúc âm mà chúng ta vừa nghe trích từ Thánh Matthêu nói lên cái tâm trạng và nỗi lòng của người cha. Thiên Chúa được sánh ví như tấm lòng của mẹ cha đối với thân phận con người chúng ta. Và hai nhân vật chính trong tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu đề cập đến có lẽ cũng là tâm trạng của mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc đời có những lúc chúng ta là người con cả, có những lúc chúng ta là người con thứ. Và cả hai người con có lẽ đều làm phật lòng người cha của mình. Nhưng tình thương của người cha luôn luôn lớn lao và trỗi vượt, để thứ tha cho con cái, cũng như mẹ cha luôn luôn thứ tha và nhận con trở về bất cứ lúc nào. Vào năm 1992, tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, có một vụ án có thể nói là làm cho người ta cười ra nước mắt. Đó là một người mẹ 73 tuổi bị chính người con trai của mình kiện bà vì bà đã không trả tiền sửa xe mà người con đã giúp bà khi chiếc xe của bà không có nổ, không có thể chạy được. Thì người con là người sửa xe đã đến để phụ mẹ, để chữa xe cho mẹ. Nhưng sau đó người con đã gửi cho mẹ một cái bill, một cái hóa đơn đòi bà phải thanh toán cái số tiền sửa xe là hơn 2.000 đồng. Người mẹ thì tấm lòng của người mẹ nghĩ rằng con của mình, cho nên là con có thể giúp mẹ trong những cái lúc mẹ gặp khó khăn, cho nên là bà không có trả.
và người con đã đâm đơn kiện mẹ của mình nơi tòa án. Và tòa án đã đòi bà phải thanh toán cái hóa đơn cho người con. Cho người con của bà tên là Kenneth Agut. Và bà Angsen, người mẹ này, đã nói với tòa án rằng 40 năm phục vụ của một người mẹ, một người giữ em, một người giúp việc nhà, một người nấu ăn, một người giặt giũ, một y tá và một tâm lý để cố vấn khuyên nhủ và an ủi người con của mình. Và mẹ đã không tính một đồng nào hết. Tất cả những dịch vụ và những hy sinh trên, có lẽ bây giờ bà đã nhận ra cái khiếm khuyết của bà. Đó là vì yêu thương con nhiều quá, bà đã không đánh con của mình hoặc là sửa phạt con của mình bằng những cái roi vọt. Cho nên là bà lại đến tòa án để xin tòa án thay thế bà, cho phép bà để sửa trị đứa con của mình. Và nếu mà tòa án không có cho phép để bà gọi là đánh con của mình, thì bà xin chính quan án sẽ đánh cho con của mình, bởi vì người con này đã không đếm xỉa gì tới tình của mẹ cha, tới công lao của mẹ, mà đối xử với mẹ như vậy. Câu chuyện này cũng làm tôi nhớ tới một cái câu chuyện khác. Khi mà trong gia đình của mẹ cha, đặc biệt người mẹ hay thường nói với các con nhỏ của mình, con làm điều này cho mẹ và mẹ sẽ trả lương cho con hoặc là trả công cho con 5 đồng, 10 đồng. Và người con rất là vui, vui vẻ để giúp mẹ và tính mẹ và ghi sổ tính cho mẹ mỗi một ngày, giúp rửa chén cho mẹ hoặc là làm công việc này, công việc kia. Và cuối cùng đòi mẹ phải trả cho mình một số tiền. Thì mẹ cũng nói rằng nếu mà con sòng phẳng với mẹ, mẹ cũng sòng phẳng với con. Và đây là cái hóa đơn mẹ gửi cho con, hoặc mẹ đòi con phải trả cho mẹ. Ví dụ như giặt giũ áo quần cho con 0 đồng, nấu nướng cho con 0 đồng. Và bà liệt kê một cái list dài, tất cả đều là 0 đồng, tất cả đều là làm vì yêu thương người con của mình. Và người con đã nhận chân ra được cái tình yêu của mẹ cha thật là lớn lao dành cho mình, và bé không có đòi hỏi gì nữa. Trong cái câu chuyện vừa qua, có lẽ nên cũng nói lên cái tâm tình của Thiên Chúa là cha chúng ta. Ngài cũng có cái tâm tình buồn vui khi chúng ta ngỗ nghịch với cha mẹ chúng ta như thế nào. Thì có lẽ cuộc đời thiêng liêng, cuộc đời tâm linh của chúng ta cũng có những giây phút ngỗ nghịch, giây phút bất trung, bất hiếu, không có thực hiện tin mừng của Đức Kitô, giới răn của Thiên Chúa như tâm trạng của hai người con ngày hôm nay. Và cái nỗi đau của mẹ cha như thế nào đối với một người con hoang, một người con ngỗ nghịch trong gia đình, thì có lẽ Chúa cũng có cùng một cái tâm trạng đó. Và nếu cha mẹ sẵn sàng để thứ tha cho con trong những khiếm khuyết lỗi lầm của con cái của mình, thì chắc chắn Thiên Chúa còn trội vượt hơn tình của mẹ cha để luôn luôn thương và chở che và tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của chúng ta. Như Chúa Giêsu đã thường nói, không phải những ai thưa lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, mà chỉ có những người biết lắng nghe và thực thi lời của Chúa mới xứng đáng được vào nước trời. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết thực hành lời nói và việc làm của chúng ta đi đôi với nhau, để chúng ta đền trả công ơn, tình thương thứ tha của Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta sống xứng đáng là một người con hiền thảo với Chúa và
qua Chúa như vậy, qua cái cuộc sống làm con gái của Chúa như vậy, chúng ta cũng biết sống là một người con hiền thảo trong gia đình, là một người Việt tộc được lớn lên trong nét đẹp của cuộc sống gia đình, của đại gia đình của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, tổng loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng con một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời khẩn nguyện thiết tha. Xin Người thương ban ơn trợ giúp để chúng ta luôn sống theo mẫu gương của con Chúa đã để lại, đồng thời phó thác mọi sự trong tay Ngài với cả tâm hồn và đời sống. Xin cho các thừa tác viên của giáo hội không bị tinh thần thế tục chi phối, nhưng luôn trung thành thi hành thánh ý Chúa khi thi hành sứ mạng Ngài trao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các Kitô hữu biết mau mắn đón nhận người khác, đặc biệt là các bệnh nhân do nạn đại dịch gây nên, với tất cả sự khiêm nhường, hỗ trợ và yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các Kitô hữu biết đối xử nhẫn nại với những người không sống phù hợp với tin mừng, để giúp họ nhận ra rằng Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các quyết định của mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn hướng tới sự thiện hảo và phù hợp với thánh ý Chúa Cha, cũng như kế hoạch Người chuẩn bị đã bị cho mỗi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha nhân từ và hay thương xót,
Xin hướng dẫn chúng con mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Xin giúp chúng con luôn biết can đảm chọn lựa và thi hành thánh ý Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay con để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này. Xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để nhận những ơn Chúa, ơn mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan xưng tụng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tứ nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy
Mau giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con cái thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Giáo Phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các linh hồn mà chúng con nhớ tới trong thánh lễ này, được hợp nhất cùng nhau cùng với các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trói lại cho các tông đồ, Thầy đã lại bình an cho chúng con. Thầy ban phúc bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của giáo hội mà ban cho giáo hội quê hương thân yêu chúng con, cộng đoàn các gia đình, đặc biệt những người xin lễ bình an và như ý, cũng như mỗi người trong chúng con được hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Và chúng ta hãy trao chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội
trần gian. Xin ban bình an cho chúng con. Đây chín thiên chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Hạnh phúc thay chúng ta những người được mời gọi đến dự tiệc thiên chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trong hoàn cảnh chúng ta không thể rước Chúa được, thì giờ đây chúng ta xin Chúa ngự vào linh hồn chúng ta cách thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thân thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự, và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thân thể, xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này, Chúa đã cho chúng con chung phần đau khổ với Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành và lại trên anh chị em luôn mãi. Amen. Chúng ta chúc tụng tình yêu Chúa. Ta ơn Chúa. Xin kính chúc ông bà anh chị em một cuối tuần an vui trong bình an của Chúa. Con dâng lời chào mẹ.
con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hằng chưa chúng con trong khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử địa đạo Đức Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.